Chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022. Sáng ngày 10 tháng 10, tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm phong trào thi đua người tốt việc tốt giai đoạn 1992-2022, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Ngô Thị Thanh Hằng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đại biểu các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo các sở, ban ngành, quận, huyện, thị xã, đặc biệt có các đại biểu công dân thủ đô ưu tú từ năm 2010 đến nay, các tấm gương tiêu biểu người tốt việc tốt năm 2022. Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội đã ôn lại những giai đoạn lịch sử anh hùng của thủ đô Hà Nội nhân kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô. Đồng chí khẳng định, nhìn lại chặng đường đã qua, Hà Nội tự hào đã luôn hoàn thành tốt vai trò và sứ mệnh lịch sử của mình trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, xứng đáng là trái tim của cả nước, xứng đáng với các danh hiệu và phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế trao tặng: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình. Có được thành quả ấy nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương, sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, sự giúp đỡ chân thành của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, sự phối hợp hiệu quả của các địa phương, sự chung tay chia sẻ của đồng bào chiến sĩ cả nước, đặc biệt là sự ủng hộ đồng lòng của các thế hệ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thủ đô đã đoàn kết, chiến đấu anh dũng, lao động cần cù, sáng tạo và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của thủ đô. Với sự vào cuộc chủ động tích cực của cả hệ thống chính trị, 30 năm vừa qua, phong trào thi đua người tốt việc tốt của thành phố được triển khai đồng bộ, nghiêm túc và kịp thời với nhiều biện pháp, nội dung phù hợp, sát với thực tế, đáp ứng với yêu cầu, nguyện vọng của đông đảo nhân dân thủ đô. Đến nay, thành phố đã có gần 30.000 cá nhân được tặng danh hiệu người tốt việc tốt, 119 cá nhân có đóng góp tích cực và tiêu biểu trên các lĩnh vực được tặng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú. Tại hội nghị hôm nay, thành phố tiếp tục tặng danh hiệu người tốt việc tốt cho 747 cá nhân, tặng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú cho 10 cá nhân tiêu biểu, góp phần tô thắm thêm vườn hoa người tốt việc tốt của thủ đô. Tôi cũng đã dăm lần được tôn vinh hoặc là được các bằng khen hay khen khác, nhưng mà cái lần này cảm giác của tôi rất là lạ, tức là tôi cái cảm giác nó lâng lâng trong người, một cái sự hạnh phúc rất khó tả, bởi vì tôi nghĩ rằng là tôi đã sinh ra thì ở Nam Định nhưng tôi đã ở Hà Nội như thế là gần 65 năm, và tôi nghĩ rằng là thủ đô Hà Nội đã nuôi tôi học từ lúc cấp 2, cấp 3, đại học, và đã trong quá trình suốt công tác mấy chục năm vừa qua thì tôi nghĩ rằng là Hà Nội đã chứng kiến cái sự trưởng thành của tôi từ lúc mà còn niên thiếu cho đến lúc đến hiện nay. Chính vì thế tôi hiểu trách nhiệm của tôi. Tôi nghĩ rằng mình làm bao nhiêu cũng không đủ. Không, đấy là thực sự từ đáy lòng. Cho nên là tôi nghĩ là luôn luôn có một sự đam mê, từ cái lúc tôi đi học cho đến bây giờ tôi vẫn say sưa như thế. Và tôi nghĩ rằng làm được cái gì cho Hà Nội thì tôi cứ làm. Và gần như tôi không nghĩ rằng hôm nay tôi lại có cái vinh dự này. Thật sự như vậy, khi lao động mà khi lao động khoa học cũng như lao động thì tôi không thể nghĩ mà tôi có hôm nay. Cho nên đây đối với tôi hôm nay là một cái niềm vui rất là đặc biệt, tôi phải nhấn mạnh là rất đặc biệt đối với đời tôi. Tôi cảm thấy cái danh hiệu công dân thủ đô ưu tú ấy, nó là một cái danh hiệu rất là cao quý và danh dự cho bản thân mỗi người khi được công nhận cái danh hiệu đó. Và không chỉ cái danh hiệu này, ví dụ mà những người mà không được lựa chọn nhưng mà chúng ta vẫn phải cố gắng sáng kiến sáng tạo và để cải thiện về cho công nhân viên và về kỹ thuật để cho đưa ra những sản phẩm tốt nhất đưa ra thị trường. Nhân dịp này, 8 tập thể đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 20 tập thể đã được nhận cờ thi đua của thành phố, 10 cá nhân được trao tặng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú năm 2022, 15 cá nhân được trao tặng danh hiệu người tốt việc tốt. Cũng tại buổi lễ, nhằm phát huy những kết quả tích cực của phong trào thi đua người tốt việc tốt của thành phố đạt được trong 30 năm vừa qua, để tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua này trong những năm tiếp theo, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã phát động phong trào thi đua người tốt việc tốt năm 2023.